Chào mừng mọi người đã quay trở lại với chương trình Đổi răng sứ cũ lấy răng sứ mới, tiết kiệm đến 99,9% của nha khoa Hương Tâm. Và ngày hôm nay thì đến với chúng ta đó là chị Linh. Và ngay bây giờ thì chị vừa gắn răng sứ kết thúc tại nha khoa Hương Tâm. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và giao lưu cùng với chị nhé. Dạ, em xin chào chị Linh. Chị Linh ơi, mình có thể giới thiệu đôi nét về bản thân mình cho tất cả mọi người ở đây được không ạ? Em tên là Linh, em sống ở quận 2. Em biết đến nha khoa Ân Tâm qua cái group review nha khoa. Em muốn đi tư vấn nhiều chỗ rồi nhưng mà không biết sao duyên sao cái phút chót em lại quyết định qua bên nha khoa mình làm. Quyết định luôn là qua là tư vấn xong rồi làm luôn. Tức là mình chưa có một người quen nào làm tại nha khoa Ân Tâm, thì không biết là khi mà mình đến như vậy đó thì cái cảm giác đầu tiên của mình như thế nào chị Linh? Lần đầu tiên tới em cũng hơi hồi hộp tại vì em chưa có bạn bè hay gia đình thì chưa có ai làm răng ở đây hết á, nhưng mà em thấy nhiều bạn review á thấy rất là ở đây làm rất là có tâm nên em quyết định là nha khoa mà phải có tâm thì mới có răng đẹp được, em quyết định tới đây làm. Chị có biết về cái chương trình thay răng sứ cũ lấy răng sứ mới của nha khoa Hương Tâm không? Hay là khi mà mình thăm khám thì mình mới được biết chương trình? Trước khi tới thì em không biết là bên mình có chương trình đó. Sau khi tới thì bạn lễ tân có tư vấn cho em thì em mới biết có chương trình đó. Xong rồi em coi các mẫu bên mình rồi coi khách hàng bên mình rồi em quyết định làm. Thì em không biết cái thời gian mà làm răng sứ như vậy thì có mất thời gian lắm không chị Linh? Em nghĩ là ca của em là ca khó đối với nha khoa của mình. Em cũng ngại lắm tại vì đi tới rồi hành các bạn rất là nhiều. Muốn em là phải hài thật hài lòng rồi mới gắn kết luôn cho em nên là em rất là hài lòng sau khi mà làm tại nha khoa của mình. Dạ vâng, thì ngày hôm nay thì em thấy nụ cười của chị Linh rất là rạng rỡ luôn. À, về màu sắc dáng răng thì chị thấy như thế nào so với răng cũ trước đây? Răng sứ mới thì em rất là hài lòng. Người nhà em cũng nói là mặt sáng hơn, cười tươi hơn. Còn răng sứ cũ ha, tại vì em làm răng sứ cũ cũng mấy năm trước rồi á, nên là cái màu răng với lại cái kiểu cái phông răng á, nó cũng kiểu bình thường thôi, giống như những cái răng của mình thôi. Dáng răng hiện tại thì hiện đại và đẹp hơn nên em rất là hài lòng. Thì em cũng được biết là chị Linh có gắn tạm một thời gian để mình ăn nhai theo dõi rồi, thì chị có thể chia sẻ với mọi người là trong cái thời gian ăn nhai đấy thì chị cảm thấy răng sứ này ăn nhai có tốt không? Nhiều khi em về nhà 1-2 ngày thôi nhưng mà em cũng quên là em đang mang cái răng tạm. Rồi em cứ ăn uống bình thường vậy đó. Nhiều khi em cũng không nghĩ là mình làm răng sứ đó, mình nghĩ là mình đang xài răng thiệt của mình. À, nói chung là ăn nhai rất là tốt đúng không chị? À, tức là khi mà chúng ta thay đổi một hàm răng sứ mới như vậy thì vừa mang đến vẻ đẹp mà bên cạnh đó thì vẫn giữ tốt cái chức năng ăn nhai đúng không chị Linh? Em nghĩ là hiện tại bây giờ có rất nhiều nha khoa, cái vấn đề là ví dụ sau khi mà mình làm răng á, răng ê buốt hay là vấn đề gì đó thì còn tùy thuộc vào cách làm của nha khoa nữa. Nên sau khi em làm ở đây thì em nghĩ là mình may mắn bạn gặp một cái nha khoa rất là uy tín, đội ngũ làm việc rất là uy tín mà nhiệt tình nữa. Em thật sự rất là hài lòng với nha khoa bên mình. Em sẽ giới thiệu cho bạn bè của em tới bên Dạ, mình nhiều em hơn. xin cảm ơn chị Linh. Là ekip của Nha Khoa Tâm thì cũng rất là vui vì ngày hôm nay có thể mang đến một nụ cười mới, và đặc biệt là chị Linh cảm thấy rất là hài lòng với nụ cười này. À, chị Linh ơi, thì chị sau khi mà mình là khách hàng thực tế, mình trải nghiệm chương trình thay sứ tại Nha Khoa Tâm rồi thì chị Linh có thể cho mọi người biết rằng chương trình này sẽ áp dụng cho những vị khách hàng nào được không ạ? Sau khi em làm răng thì em biết được chương trình bên mình có chương trình là nha khoa là thay sứ cho tất cả các khách hàng đã từng làm răng sứ, bất kể ở đâu cũng được, chỉ cần là thay sứ thì sẽ được ưu đãi chương trình này. Dạ vâng ạ. Thì thông qua ngày hôm nay thì chị Linh có đôi lời nào muốn gửi đến những khách hàng khác mà cũng đang có những răng sứ cũ này, cũng đang muốn là được thay đổi diện mạo mới nhưng mà chưa có động lực, thì chị Linh có đôi lời nào muốn gửi đến mọi người không ạ? Thật ra thì nếu như mà bạn chưa làm răng thì bạn còn đắn đo, nhưng mà nếu mà bạn đã làm răng sứ rồi á, thì thay đổi nó sẽ đẹp hơn, nó sẽ mới hơn, nó không có gì phải chần chừ hết. Mà mình đã trải nghiệm ở nha khoa Ân Tâm rồi nên thật sự đây là cái cảm nhận của mình nên là các bạn có thể tin mình là ở đây là mình rất là hài lòng thì có thể là các bạn cũng sẽ rất hài lòng nên an tâm đến với an tâm. Và em cảm ơn chị Linh rất là nhiều và chúc cho chị Linh sẽ cười thật nhiều hơn với nụ cười mới này trong cuộc sống. Cảm ơn À, em. dạ. Cảm ơn nha khoa Ân Tâm. Dạ vâng ạ. À, và mọi người ơi, thì chúng ta vừa được nghe những lời chia sẻ rất là thật tình đến từ chị Linh, và đây chắc chắn cũng là cái động lực để giúp cho chúng ta, những ai đang có răng sứ cũ và thực sự chưa tự tin với nụ cười của mình, thì có thể đến với nha khoa Ân Tâm đăng ký chương trình đổi răng sứ cũ lấy răng sứ mới, tiết kiệm đến 99,9% nhé. Và xin được nói lời chào và hẹn gặp lại mọi người trong những số quay tiếp theo của nha.